Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Tài để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi, chào Tài. Rồi, chào anh Tấn, chào quý vị. Hôm nay em có về một số pho mai vàng. Hình thức của em là bao ship toàn quốc hết nha quý vị. Địa chỉ cụ thể của em là ở phố Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại Zalo của em là 0966111384. Vô cây số 1 luôn anh Tấn ơi, nắng quá. Rồi. Mã số 1, cao. Cao. 85. Rồi, 85 cao. Để nó đây quý vị. Rồi, qua em nói luôn em. Mình đo chi tiết là 23 anh ơi. Rồi, chính xác. Giá luôn nhiêu đây? 6 tầm anh ơi. Rồi, xuống cây, bao ship luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 2 đây quý vị. Rồi, cam nó luôn. 66 anh ơi. Rồi, 66. Rồi, xuống dưới luôn nha quý vị. Rồi, để em nó đây ha. Rồi, quanh luôn. 20 mấy anh? 4. 24. Dạ luôn như em. Dạ, cái này 500 anh ơi. Rồi, xuống cây. Dạ, mà quay tới. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 3. Cao. Hết cỡ 58. Rồi. Rồi, quanh em nói luôn em. Hai mươi yếu. Tính 19. Rồi, giữ luôn như đây. Dạ, 500 anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Số 4 ha. Số 4 anh ơi. Cao luôn. Cao 91 anh ơi. Rồi, xe xe luôn. Đây bấn tượng quá trời quý vị ơi. Mạnh cây ha. Rồi, đem nó đây quý vị. Quanh 24 anh ơi. Rồi, 24 của anh. Giá luôn như đây em. Dạ, cây giá luôn giá 900 anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 5. Xe nha. Rồi, chiều cam nó 2,5 m. Rồi, sắc phục màu áo lính nha quý vị. À, rằng ri đẹp ha. Này nuôi sung ra cái nó thoát khỏi cái áo nha rằng ri đó quý vị ơi. Rồi, quanh em nó luôn. 30 anh ơi. Rồi, chính xác. Giao luôn như em. Dạ, cây giao lưu dân từ gửi anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị ơi, mã số 6. Mã số 6 ha. Khá cao đây quý vị ơi. Khá cao ha. Bao 3 mét anh Tấn ơi. Rồi, hơn 3 mét mà tính 3 mét nha quý vị. Đó, tay cành có luôn ha. Đây cũng có mặt cắt đây ha. Dạ. Cắt ở đây nha quý vị. Rồi, để em nó. Rồi, để em nó vậy đó. Rồi, quanh luôn. 32 anh ơi. Rồi, chính xác. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, cây này giao lưu giá 1,9 triệu anh ơi. Rồi, 1,9 triệu bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị. Số 7. 51 anh ơi. Rồi, 51 cao.
Rồi. Quanh em nói luôn. 27 anh ơi. Rồi, chính xác. Giao luôn nhiêu em? Dạ cây này 1 triệu anh ơi. 1 triệu cho mã số 7. Rồi, xuống cây. Tiếp tục. Cây xuống. À, mã số 8. Rồi, chiều dài cây súng này là à, xuống tới đây rồi tới bầu 133 anh ơi. Kéo xuống tới mặt bầu là 133. À. Xuống đây. Có cái ngồi chăm luôn. Có cái đuôi nữa nè. Cái này cái cò gặt. Đây, cho cái hoành em nói tài. 23 anh ơi. Rồi, giao luôn như em. Dạ, cây này em giao lưu với anh Tiểu anh ơi. Rồi, cây súng, số 8, xuống cây. Rồi, tiếp tục, mã số 9. Nén siêu. Rồi, chiều dài em đó. 133 luôn anh ơi. Rồi, 133. 133 anh. 133 hả? Dạ. À, 133. Đây là quý vị ơi. Rồi quanh luôn em. 23 anh ơi. Rồi báo giá luôn. 700. 700 ngàn mã số 9. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi, mã số 10. Rồi chiều cao khá cao. Quá sát cao luôn. Chắc cả 4 mét á. Rồi tầm 4 mét rồi quý vị ơi. Đó, đúc trên đó luôn. Tới gần tới ngọn dừa luôn đó quý vị. Đó, mình quay cái này thấy gần tới ngọn dừa luôn ha. 4 mét ha. 4 mét rồi. Có tay cành luôn nha quý vị. Đó. Cứ xe chậm chậm cho quý vị xem ha. Đó, quý vị xem tay cành không đó. Rồi, để đây quý vị. Cộng ha, mặt đây cộng to to không ha. Rồi, quanh luôn em ơi. Quanh của em nó, ở vị trí này là 41. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, cái này giao luôn giá 5 triệu anh ơi. Rồi, xếp sao? Cái này em xếp toàn quá anh ơi. Toàn quá luôn, cao 4 mét xếp toàn quá luôn hả em? Được không em? Anh xui anh ơi. Anh xui hả? Rồi, vậy xuống cây. Mình cho thêm chút tiền nữa rồi, chắc được, em được. Rồi, xuống. Rồi, mã số tiếp theo, mã số 11 quý vị ơi. Cảm chắc... anh, có 3 mét không? Rồi, tầm 3 mét ha. Đó, có tay cành luôn quý vị ơi. Cành cũng khá đều ha. Rồi để đây quý vị. À, để tại đều hết trơn nha quý vị. Rồi nhìn chung thì mặt nào cũng có. Đó. Rồi quanh luôn em. Được. 30 anh ơi. Rồi 30 quanh đúng luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây? Cái này em giao lưu giá 247 anh ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 12 quý vị ơi. Nhiều anh. Rồi, cái này chắc 1,8 2,89 gì quý vị ơi ha. Tầm đó nha quý vị. Báo vậy cho chắc, nhiều khi dễ gì đó 3 mét không chừng. Cái này ước lượng nên có sự sai số nha quý vị. Chiều cao thì nó về có lệch tấc 2 tấc không thành vấn đề nhưng quý vị phôi ha. Phôi cũng cao. Rồi, để đây quý vị ơi. Rồi, quanh luôn em. Hai mươi bảy anh ơi. Rồi, 27 quanh. Giao luôn nhiêu em? Triệu hai anh ơi. Rồi, triệu hai. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 13 quý vị ơi. Rồi, tầm khoảng 3 mét nha. Rồi, 3 mét cao. Rồi, động trên.
Rồi giờ xuống tới đoạn dưới nè quý vị. Xuống dưới đây hay lắc ha. Đó. Lắc, lắc nhẹ ha. Đó, đồ hảo của nó đó ha. Rồi. Rồi, xe qua cái cái này rồi đó cái lỗ này ngày xưa chắc bị tét cái nhánh đây ha. Dạ, xa mà. Rồi. Rồi, xuống bộ đế nó quý vị. Con nào cũng to to ha. Cọng này lắc lắc ra ra tới ngoài đây luôn nè. Thấy cắt ở đó ổn quá nên chừa lại nha. Rồi, lắc lại vậy ha. Dạ. Rồi, quành luôn em. Thấy anh chị. Bây giờ cho quý vị cuốn ăn cũng dễ. Như đây. 32 anh ơi. Khó khăn quá. Rồi 32 hoành chính xác luôn. Rồi vô luôn như em. Dạ cây này vô luôn giá 2 triệu rưỡi anh ơi. Rồi 2 triệu rưỡi rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi, 14. Cao. 138. Rồi 138. Rồi xe xe dòng luôn em. Để lá hơi sầm thôi. Đó. À, chỉ để rồi cho thấy cái lá cây nó đẹp quý vị bông. Chứ quay xong thì tước ạ. Còn lá xanh xanh cho nó đẹp xem. Dù quý vị cứ chốt thì đóng cây vẫn còn cái lá xanh hay gì. Nên nếu mà có gã thì quý vị cũng không cảm nha quý vị. Rồi đó đấy rồi quý vị rồi. Quanh luôn em. Ba mươi hai ha. 32 anh ơi. Rồi vô luôn nhiêu đây. Dạ cây vô luôn giá 1,7 anh ơi. Rồi 1,7. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi, mã số 15. Cũng là một phôi mai vàng ha. Rồi ước lượng chiều cao nó luôn tài ơi. 2m tức ơi. Rồi tầm 2m. Để thấy cái cành bay này đẹp quá em để lại nha quý vị. Rồi, không có thì mình cắt bỏ ha, chứ mà mình ở trên thì vẫn còn một đoạn rất là dài, tay cành cũng đẹp ha. Chắc cành bay đó chắc không chơi quá. Tại em thấy nó đẹp, nó rất đẹp quá quý vị. Rồi, để em nói đây quý vị. Rồi, quanh luôn em. 29 anh ơi. Rồi, 29 quanh. Giao luôn nhiêu tài? Dạ, cái giao luôn giá 1,9 anh ơi. Rồi, 1,9 rồi, xuống cây. À, mã số tiếp theo, 16 không em? 16 anh ơi. Rồi, 16. Có dáng hơi siêu ha. Anh lấy từ cái đuôi lên tới đây anh Tấn ơi. Lên tới đó thầy hả? Dạ, đuôi không có, cái đo tới đây. Rồi, tới đó hả? Dạ. 1,5m. Còn ở trên đó chắc cũng khoảng 2m nữa. Vậy là khoảng 3,5m, tính 3m trở lại đó, 3,5m trở lại ha. À, quý vị, khỏi xe nha quý vị. Đó, số tay cành nè. À, cành nhiêu đó đó. Rồi. Ở đây lúc vận chuyển về nó có bị chập da lẫn nghe đây cái nha quý vị. Đi lính bị hương quý vị. Rồi, để nó đây quý vị, hoành cái mình xe ha. Cho cái hoành trước đi. Rồi hoành 30 đúng 30 luôn. Rồi xe nhẹ dòng đế ha. Mặt bên đây thì đẹp rồi ha. Rồi mặt bên đây cũng có luôn ha. Đó, đầy đủ. Rồi đúng một vòng. Rồi được em. Rồi vô luôn nha em. Dạ cây này em giao lưu giá 1,7 anh ơi. Rồi 1,7 ship toàn quá ha. Dạ toàn quá. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 17 quý vị ơi. Này cao coi chắc cũng khoảng mét tính mét 9 đi ha. Mét 9 cao. Rồi xe vòng luôn em. Đó quý vị. Quý vị xem kỹ ha. Đó, có cái dáng vậy đó ha. Hơi cung cung. Hơi lắc nhẹ ha. Chỗ vị trí lắc có tay cành ở đây luôn ha. Rồi.
À, quanh luôn tài ơi. Như đây 38 anh ơi. Rồi 38 quanh. Giao luôn như em. Dạ cây giao luôn giá 2 triệu 2 anh ơi. Rồi 2 triệu 2. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 18. 18 này chắc cao gần 3 mét. Gần 3 mét nha quý vị. Nhưng mà không phải là 2 mét mấy, mình cũng không, 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 không gần 3 mét. 28 hay 29 gì đó ha. Không có ước lượng được. Ước lượng không có chính xác mà nó gần 3 mét thôi. À, để đây quý vị. Đó. Rồi quay luôn em. Rồi đó ngay vị trí này là 31 nha quý vị. 31 quý vị ơi. Giao lưu nhiêu em? Dạ cây này em giao lưu giá 1 triệu 8 anh ơi. Rồi 1 triệu 8 bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn đây quý vị. Mã số 19 đây ha. Rồi 19 cũng khá là cao. Rồi này cũng tầm tầm cũng khoảng nhem nhem 3 mét nha quý vị, cũng khoảng đó ha. 3 mét trở xuống quý vị ơi. Rồi 3 mét trở lại đó. Từ 3 mét trở lại cũng gần gần đó đó. Đó, này cũng có tay cành luôn ha. Rồi rà xuống nha quý vị. Rồi để ra đây quý vị. Rồi lật mặt trong ra em ơi. 32. Rồi xe nhẹ vòng ha. Thì cây này có đặc điểm lạ hơn với mấy cây khác là cái phần nách tha cành nó cái gì, nó nu như cái đùi con ếch vậy đó ha. Đó. Đó. Nách này cũng vậy ha. Ở trên đây cũng vậy luôn nha quý vị. À, dài dài trên kia cũng vậy ha, nu đùi ếch thì nó khác với mấy cây kia một xíu là vậy đó ha. Rồi, cái này em giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây này em giao lưu với giá là 1 triệu 8 anh ơi. Rồi 1 triệu 8. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi, số 20 ha. Rồi cũng khá là cao. Đây. Này cao chót chót luôn. Này chắc hơn 3 mét. Rồi hơn 3 mét nha quý vị. Rồi, thân này cũng hơi lắc ha. Này mình rồi. Gãi mà mình quên. Này gãi lúc trước quên cắt hồi cắt trét keo lại ha. Lắc này đẹp hay lắc vậy? Lắc cái đó trét keo lại mốt nó tức nó ra cái tược cái đó đẹp à. Rồi, sao đây em? Đó, này mà nó làm này hôm qua em đục thử miếng nè. Rồi, có trong đó nó tươi ha. Dạ. Vẫn còn tươi. Rồi, xe nhẹ vào. Rồi quanh luôn tài. Đây mình kiểm tra thử nha quý vị. Cứng quá. Rồi rồi rồi. Rồi quanh luôn em. 31 anh ơi. Rồi 31 ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cây này em giao lưu giá 1 triệu 4 anh ơi. Rồi 1 triệu 4. Rồi cây này cũng là cây cuối clip đó ha em. Dạ cây cuối anh ơi. Rồi cây cuối clip nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Này quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ mạnh dạn alo em Tài ha. Rồi quý vị xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. À, quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung có chữ tất cả đó quý vị để kịp thời mình nhận được cái thông báo sớm để mình chọn cây sớm nha quý vị. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.